Ông ơi, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất cộng 2 điểm tuyển sinh vào lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 và con của người hoạt động cách mạng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 đến khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đây này ông này. Thì tôi thấy có làm sao đâu. Bộ Giáo dục Đào tạo ấy đề xuất như thế là để ghi công ơn của những người hoạt động cách mạng trước năm 1945. Tôi thấy cũng hợp lý, mà làm gì bà cứ dãy nảy lên như đỉa phải vôi đấy. Đúng rồi đấy con ạ. Chính sách của nhà nước mình ý là luôn luôn đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình thương binh, liệt sĩ và những người hoạt động cách mạng đấy con ạ. Con đồng ý là Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất như vậy là rất nhân văn. Thế nhưng mà trường hợp đấy không thể xảy ra mẹ ạ. Tại sao mà không thể xảy ra hả? Bà nói xem nào. Tôi hỏi ông nhé, những người hoạt động cách mạng trước năm 1945 ấy thì bây giờ ít nhất cũng 90 tuổi rồi. Thế 90 tuổi thì liệu có con năm nay vào lớp 10 không hả ông? Bà nghĩ ngắn quá. Thế tôi hỏi bà nhé, nhà nước mình ấy có cấm người 50-60 tuổi thi vào lớp 10 không hả? Như tôi đây này, thế bây giờ tôi thi vào lớp 10 có được không? Còn một trường hợp khác xảy ra đây này con này. Ví dụ nhá, một cụ ông năm nay 90 tuổi mà nhận một cậu bé 15 tuổi làm con nuôi thì sao hả con? Cũng đúng mẹ nhỉ. Mà vẫn còn một trường hợp nữa xảy ra đây này. Tôi ví dụ nhá, người hoạt động cách mạng trước năm 1945 đúng không? Thì bây giờ cứ cho là 90 tuổi đi. Họ hoàn toàn có thể có con năm nay 15 tuổi để thi vào lớp 10. Vì khi đó họ có con lúc đấy là mới có 75 tuổi. Mà tôi nói với bà như có trường hợp còn 80 tuổi vẫn đẻ được đấy. Đúng rồi đấy con ạ. Ừ, nói tóm lại là Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất như vậy, tôi nghĩ là cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh một câu là những trường hợp đấy xảy ra thì cực kỳ là hy hữu. Có cụ ông 75-80 vẫn đẻ hả ông? Chả thế thì sao? Thế mà ông mới ngoài 40 mà nói đến xa la 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 là cứ dãy nảy lên như đỉa phải vôi ý. Chúng bay lại nói xa la 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 la, mẹ chả hiểu cái gì hết. Thôi chúng mày ở đây mà nói chuyện xa la 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 la. Mẹ vào đi nghỉ đây, đau lưng lắm rồi, ốm mất thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video hài của Sự Béo Vlog. Những lời động viên, những lượt chia sẻ là niềm động lực rất lớn để Sự Béo Vlog cho ra những video hay hơn nữa, để mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và nụ cười ở trên môi. Tuy nhiên là làm dâu chăm họ thì Sự Béo Vlog cũng không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Đấy, vì vậy rất mong những người mà chưa yêu quý hoặc là không yêu quý Sự Béo Vlog thì có thể bỏ qua, không sân si và không buông ra những lời cay đắng ạ. Sự Béo Vlog làm video hài không mong muốn gì hơn là khán giả có những niềm vui và sự sảng khoái sau những giờ làm việc vất vả. Các cụ có câu là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đấy, vì vậy xem video hài của Sự Béo là một liều thuốc bổ miễn phí thì mọi người tội gì mà không xem, có phải không ạ? Cảm ơn các bác, các cô, các chú, anh chị em, bạn bè thời gian vừa qua ấy đã ủng hộ kênh Sự Béo Vlog rất chi là nhiều. Những tình cảm đó Sự Béo Vlog luôn khắc ghi ở trong lòng. Đấy, luôn khắc ghi ở trong lòng ạ. Một lần nữa Sự Béo xin chân thành cảm ơn ạ. Sự Béo Vlog yêu tất cả mọi người rất nhiều ạ.